Mọi người ơi, đây là Soulkit.vn. Nếu mà các bạn có nhu cầu mặt refi này, từ vận may, chất lượng, uy tín mà sao rẻ nữa, hãy ghé vào Soulkit.vn nha. Đường link thì Kit để dưới phần mô tả cho tất cả mọi người tham khảo này. Còn bây giờ thì cảm ơn người đã ủng hộ cho Kit nha. Hello, xin chào tất cả mọi người nha, lại là Kit đây. Và chúc tất cả mọi người một ngày thật là tuyệt vời. Các bạn ơi, thì cái video ngày hôm qua đó, bạn nào mà may mắn trúng được kim cương của Kit á, thì Kit sẽ để danh sách của những bạn đó ở cuối video này nha. Và những bạn nào mà không nhận được kim cương lần này của Kit thì cũng đừng quá là buồn. Tại vì Kit sẽ cố gắng ra thật nhiều event cho mọi người tham gia này. Ok, thì video ngày hôm nay các bạn và Kit sẽ cùng nhau xem một cái trận đấu mà Kit cảm thấy là nó mang rất là nhiều ý nghĩa mọi người. Và cũng như cái trận đấu này có thể được xem là một trong những cái dấu mốc lịch sử trong cái cộng đồng DeFi chúng ta. Khi mà lần đầu tiên có một cái trận solo chuyên nghiệp mọi người, gọi là chuyên nghiệp đó nha, diễn ra giữa hai YouTuber về kỹ năng hàng đầu của thế giới ở thời điểm này mọi người. Lúc này Kip thấy là ở trên cái YouTube vẫn chưa có bất kỳ một cái trận solo nào chuyên nghiệp đâu mọi người. Và Kip nhớ là hình như là cũng chưa có tạo phòng được mà tự chiến đâu mọi người. Tạo phòng tự chiến đó nha. Hồi xưa nếu mà muốn bắn được một cái trận solo như vậy đó thì bắt buộc là phải tạo một cái phòng map rộng. Và sau đó thì mình sẽ gọi là hẹn nhau, hú nhau ra một cái bãi đất trống nào đó, rồi chúng ta cùng nhau ẩu đả thôi, chứ không có tạo được một cái phòng nhỏ tự chiến đâu mọi người. Nên là lúc đấy đó, là mình solo tổ chức giải như vậy này thì nó rất là cực mọi người, rất là mất thời gian luôn. Nên là hình như là không ai làm ráo. Đấy. Ok, bây giờ các bạn và Kit sẽ cùng nhau xem trận đấu giữa Azot và Siro, hai trong những huyền thoại mobile hàng đầu của thế giới thời điểm này nha mọi người. Và các bạn xem á, cũng lưu ý giúp Kit là cái trận đấu này nó diễn ra ở cái thời tiền sử rồi mọi người, cái thời Napoleon dắt xe qua sông rồi, cách đây một năm hơn về trước rồi mọi người. Nên là rất là lâu rồi, một năm hơn về trước, nên là các bạn cũng đừng có so sánh cái kỹ năng ở trong video này so với bây giờ nha mọi người, bởi vì nó sẽ có cái sự chênh lệch rất là lớn về kỹ năng luôn. Một năm hơn rất là dài rồi mọi người, nên là cái thời gian này á đủ cho chúng ta để mà phát triển kỹ năng lên một cái bậc rất là cao rồi đấy. Nên là mọi người xem video đừng so sánh nha. Tỷ số trận đấu bây giờ là 2-1 rồi mọi người, Azot 2 và Siro là 1 rồi. Chúng ta vừa chứng kiến một cái màn đi tâm headshot bảo ngắm rất là ghê của Azot nha. Bây giờ cái bình luận trận đấu này á, như bảo như là mình không biết gì về one shot nha mọi người. One shot rồi keo tâm phương viên máu đỏ MB này, súng trường này và bông keo ngồi nữa. Tại vì cái thời gian này đó mọi người, thì cái highlight mà one shot đầu tiên của BNL đó hình như là chưa có làm mọi người, chưa có ra. Kit nhớ là sau khi trận đấu này diễn ra khoảng tầm 2-3 tuần hay 1 tháng gì đó, bắt đầu là BNL mới cho ra highlight one shot đầu tiên này. Chứ lúc này là chưa có one shot đâu mọi người. Có one shot đâu mà solo này. Cái bông keo của Siro kìa, ra tốc độ bàn thờ luôn mọi người, rất là chậm luôn. Nguyên nhân do cái pin của Siro này bị lắc mọi người. Hay quá. Hồi xưa bắn headshot đó mọi người là cứ nhảy lên dò dò như vậy không này. Cứ nhảy lên xong rồi ập tới nhảy lên bắn đó mọi người. Chứ làm gì có skill mà chạy ra xong rồi kéo tâm, rồi mình cất súng, chuyển súng nhanh này mình chạy đâu. Thằng này chưa có đâu mọi người. Cái pin của Siro phải bị lag nha mọi người. Pin của Siro lên tới 300 mấy 400 lượt. Cái pin của Azot thì tốt hơn này. Azot thì 78. Kit nhớ là sau khi mà video của Azot với lại Siro up lên YouTube này thì bắt đầu là M8N đó, ổng cũng cắp cặp người này kia đấu với nhau đó mọi người. Trong một thời gian sau á thì Kit thấy là bên khu vực MENA đó, xe vào Trung Đông thì họ thấy là cách đấu này nó hay quá. Hay quá trời quá đất luôn. Nên là họ tổ chức một giải đấu là solo cup cho YouTuber hàng đầu kỹ năng ở khu vực đó, đấu với nhau. Giải đấu này tổ chức Kit thấy là cũng quy mô lắm nha, cũng nhiều người tham gia lắm. Có M8N này, BNL này, Sablut này, Vincenzo này, rồi Y44 này mọi người. Nói chung là tất cả những cái tay to trong khu vực luôn đấu với nhau. Mà Kit nhớ không lầm hình như là cái ông Y á, ông Y304 đâu mọi người, ông đó không lấy cúp hay sao. Nên là người ta mới kêu ổng là ông vua solo một mỏng á. Azot thao tác tay hơi bị khẩn đâu, nhưng mà hồi xưa như vậy là hay rồi mọi người. Kỹ năng như vậy hồi xưa là hay rồi, không thể đòi hỏi hơn được đâu. Hồi kỳ trước là Kit cho mọi người xem một cái video của Najem Alam á, Refi xưa nay thì cái kỹ năng của Alam thì cách đây 2 năm về trước nữa thì nó khác nữa đâu. Còn cái này á, thì 1 năm về trước, nên là kỹ năng này nó sẽ nhanh hơn này, thao tác nó cũng ok hơn đúng không? Bồng kèo cũng khá là nhanh. Nhanh hay dạng hồi xưa nha, chứ bây giờ thì nó chậm hơn. Kit đoán nha là nhiều bạn chắc là xem video clip này á, chắc là biểu môi trời môi nãy giờ rồi, cười ha ha lăn lóc nãy giờ đúng không? Kêu là bắn như vậy, trời ơi bắn chậm như vậy, bắn dở như vậy, ly tâm không hết sọt gì đó. Mà ông Kit ông khen hay quá trời quá đất.
Thiệt ra đó mọi người, bắn như vậy hồi xưa là đỉnh lắm rồi. Tại vì thời này làm gì có one shot cho mọi người coi. Hồi nãy Kit nói rồi, cái highlight one shot của BNL đó là ra sau video này cách đây 1 tháng lận, nên là chưa one shot đâu. Rồi thêm nữa là keo ngồi, bông keo ngồi đó mọi người. Lúc này là ông Sarut này, rồi cái ông Rook Broken bên Sê Bà Thái á. Rồi, như vậy tỷ số là 3-2 rồi mọi người. Zero 3 và Asos là 2 nha. Rook rồi Zero, ý là Rook Broken với lại Sarut cũng chưa nổi mọi người, nên là cái bông keo nhanh keo ngồi á, nó cũng chưa có đâu. Thời đấy là chỉ việc ném keo như vậy thôi mọi người, cứ việc lia tâm lên xong rồi kéo nút bắn xuống này, rồi quăng keo ra thôi. Như vậy là hay rồi đó, chứ đâu mà cười ha ha triệu môi. Tỷ số trận đấu bây giờ là 3-2 rồi, nghiêng về phía của Siro. Mặc dù là cái biên của Azot rất là tốt mọi người, nhưng mà Siro ông bảo là anh rất là tiếc luôn, bởi vì cái ông Azot này bắn chim bắn cò nhiều quá. Bắn không khí nhiều quá mọi người. Trời ơi, Siro không bắn mà đi bắn không khí không à. Hay quá các bạn ơi, một pha ly tâm headshot, one shot đẳng cấp của Azot bằng nhiều viên liên tiếp. Hồi xưa đó mọi người mà bắn shotgun á, là cứ dò như vậy thôi, cứ bắn từ từ đó xong rồi kéo tâm lên thôi, chứ đâu có one shot đâu. Như vậy là hay đó mọi người. Ok, tỷ số là 3 điều rồi. Bây giờ thì mấy ông này bắt đầu là dùng một cây shotgun là súng nước hả ta. Ông dùng cái cây hình như là G18 thì phải. Solo với nhau bằng G18 hay là USB nè. Hình như là G18 mọi người. Mà Kit nghĩ chắc là nhiều bạn sẽ không biết Siro với Azot là ai đúng không? Những cái bạn nào mà chơi game trễ á, còn những bạn nào mà chơi game từ cái thời xưa lâu rồi thì chắc là biết Azot với Siro. Tại vì mặc dù là cái kênh YouTube của ông Azot với Siro đó mọi người, cả hai đều có kênh YouTube 1 triệu sub nha. Không, 1 triệu sub rồi. Nhưng mà cái ông Azot này á thì ổng giải nghệ lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi không chơi game mọi người. Chắc cũng 10 tháng 11 tháng gì đó. Sau khi mà trận đấu này tổ chức xong á thì ổng bắn thêm khoảng tầm 1-2 tháng nữa ổng nghỉ luôn mọi người, không chơi nữa. Còn cái ông Siro thì vẫn còn chơi mọi người, nhưng mà chơi ít hơn hồi xưa. Mà bây giờ cái thấy là bắn cũng cũng được thôi mọi người, chứ không hay nữa. Nên bây giờ mức độ nổi tiếng của hai ông này giảm rồi. Ít người biết rồi mọi người. Nhưng mà sau cái thấy là cái trận đấu này cái xem thôi mọi người. Hai ông này biết bắn dẫn dẫn hay là kiểu như ông bắn thiệt ta. Tại cái thấy là ông Azot này ông bắn không khí nhiều quá mọi người. Ông bắn chim bắn cò quá trời luôn này. Đó, thấy chưa? nguy hiểm chưa? Trời ơi, bắn kiểu như là hù người ta á mọi người. Ông bắn cứ lắc lên lắc xuống này xong nhảy tưng á. Đúng là bây giờ mình xem những cái trận đấu chuyên nghiệp nhiều quá rồi mọi người. Những cái trận solo one shot với lại kỹ năng bây giờ nó nhanh quá rồi. Bơm kêu ngồi, nói chung mọi thứ nó quá hoàn hảo đi. Thành ra mình xem lại những trận đấu hồi xưa như vậy á, thấy nhiều cái nó buồn cười dễ sợ đâu mọi người. Thấy nó vui vui sao á, đâu. Nhưng mà cái thấy là tốc độ ném bơm kêu này hồi xưa vẫn nhanh nha mọi người. Như vậy vẫn nhanh nha, chứ không phải là chậm đâu. Bị khẩn rất là nhiều này. Trận này là cái thấy ông Azot này đâu mọi người, ném bơm kêu thừa hơi bị nhiều nha. Ném hư quá trời quá đất này. Đó, dữ dàng không? Cái pha biết sao, do là ông kéo tâm lên đó mọi người. Mà ông chuyển keo á, để ném ra nhưng mà ở hộp bơm keo á, thành ra là cái súng cứ lia xuống hoài luôn á. Cái này hồi xưa kiểu bạn nào mà tập mà ném bơm keo đứng á, hay bị lắm này. Ui, ghê vậy, bơm keo nằm luôn kìa. Dữ dàng không? Trời ơi, cái thời này của Azot đó mọi người. Là bơm keo nằm là xưa, bơm keo ngồi là xưa rồi. Bơm keo nằm luôn kìa. Quá dữ dàng luôn. Bơm keo hụt rất là nhiều nha. Nhưng mà nói chung cái lỗi này thì cái thời này đó mọi người là hay bị lắm. Tại vì kỹ năng chưa được cao. Không biết bên của Siro thế nào này, nhưng mà ông Azot này bắn hỏng nhiều quá. Nhưng mà tính ra là mình cũng phải hiểu một điều đó mọi người, là cái video clip này đó được up cách đây 1 năm về trước rồi. Bây giờ thì mình xem quá nhiều highlight đi mọi người. Highlight chất lượng này, kỹ năng cao quá rồi. Bơm keo ngồi rồi one shot rồi kéo tâm mà full viên máu đỏ mà B này. Với lại bây giờ bắn PC nhiều quá rồi đúng không? Nên chúng ta xem những cái trận đấu mobile hồi xưa như vậy á, thấy nó nổi nhiều quá mọi người. Nó bông kêu như vậy cũng nhanh chứ mọi người đúng không? Azot cái pha ném bông kêu nãy cũng nhanh đấy chứ. Cái ông Azot này là cái thao tác tay của ổng là bằng với lại ông mà tấm nờ đó mọi người. Siro cũng vậy nha, Siro cũng nhanh lắm đấy. Bây giờ theo Kip nghĩ nha mọi người, Kip đoán thôi nha. Nếu mà cái ông Siro này với lại Azot á, mà bây giờ hai ông này còn chơi nhiều nha, còn bắn nhiều nha mọi người, còn luyện nhiều đó, thì chắc chắn là bây giờ kỹ năng ham này cũng bá đạo lắm này. Tay cũng to lắm đó, phải giỡn đâu mọi người. Chắc cũng phải bằng M8N hay là rắc đồ chứ đúng không? Tại vì hồi xưa mà bơm keo như vậy cũng nhanh rồi này. Rồi di chuyển cũng ok. Chỉ có một số lỗi thôi. Bấm hụt lúc bắn nhiều quá. Nói chung luyện thêm 1 năm thì chắc phải bá hơn đúng không?
Ủa mà tính ra nãy giờ cái ông Azot với lại Siro nè mọi người, cầm cái cây lục G18 này lia tâm hết chọt nãy giờ chưa chết ai hả? Chưa phân thắng bại luôn. Trời ơi, kịch tính như vậy. Kích không rõ nè mọi người, nãy giờ kích nói nhiều quá nên là kích không để ý nữa. Hình như chưa sao? Không mà tính ra bơm keo của cái ông Azot này nhanh đấy. Hồi xưa như vậy là nhanh đó mọi người, không phải đùa đâu. Video cũng gần hết rồi mọi người, cũng gần hết rồi này. Không biết ai thắng này. Rất là kịch tính mọi người. Hồi xưa cứ bắn thôi chứ đâu có lia tâm đâu mọi người đâu. Lia tâm còn kém. Đấy bơm keo cũng nhanh mà đúng không? Do là cái biên nó cao thôi. Hay quá, ok như vậy là Azot thắng rồi mọi người. Azot thắng rồi nha. Ok và như vậy là trận đấu giữa Azot và Siro cũng khép lại rồi mọi người. Kid và các bạn vừa xem xong một trận đấu lịch sử của DeFi mình đó. Và bây giờ chắc Kid sẽ dừng video đây thôi. Các bạn cho Kid xin một like nha, đăng ký kênh này, bật chuông thông báo lên và comment vài cái nha mọi người. Không, bây giờ tạm biệt tất cả mọi người này, bye bye nha.